Hello, hello. Xin chào cả nhà. Hôm nay buổi sáng nay mình sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mấy cây bông mấy cây lưỡi nhân, cây thuốc nam mà ở trên mạng nhiều người, đặc biệt là các cô chú, anh chị mắc bệnh về tim thì đang tìm cây thuốc này rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu và nói sơ lược về cái cây lưỡi nhân này, dù được hết và từ từ bệnh sẽ thuyên giảm. Tim mình á, từ từ nó sẽ thuyên giảm. Chứ không nên ăn như quả tim heo. Mình đâu có biết cái tim heo đó là mạnh hay khỏe. Khi ra chợ mua thì người ta sẽ nói, tất nhiên phải nói là heo khỏe, heo mạnh. Chứ đâu có ai lại nói cho mình sự thật. Mà khi mà mình đã lâm bệnh hiểm nghèo rồi á, thì chúng ta nên hạn chế sát sanh, thì cái sự sống của mình nó sẽ kéo dài. Mình không thể nào ăn quả tim của con động vật để cứu lấy mạng sống của mình. Điều đó thì nó hơi ích kỷ. Đó, mình tâm sự những điều mà thời gian qua, khi mà mình đăng chia sẻ cái cây thuốc này lên mạng xã hội, đó chính là YouTube này, thì thời gian qua cho những người đang cần. Tại vì mình hữu duyên với nhau, mình biết được nhau qua cái kênh chia sẻ cái cây thuốc này. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã xem em tâm sự mỏng một chút về cây thuốc lá lưỡi nhân này. Chúc cả nhà, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, một ngày thứ sáu cuối tuần thật là an lạc, và chuẩn bị hai ngày thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.